Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ sáu đầu tháng, ngày 3 tháng 9, tuần thứ 22, thường niên 5B. Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh. Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu cho linh hồn Phêrô Phan Ngọc Lan và các linh hồn tiên nhân, cầu cho linh hồn Nicolao và các linh hồn, cầu cho linh hồn Louis Đỗ Văn Tiếp mới qua đời tại Tacoma, linh hồn cha Francisco Xavier Nguyễn Sơn Miên mới qua đời tại Seattle, linh hồn ông cố Phêrô nhân dịp lễ giỗ 10 năm, cầu bình an cho mọi người trên toàn thế giới. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Chào quý thầy, quý sơ cùng tất cả các ông bà và anh chị em. Hôm nay cha Tuấn mắc công tác. Bây giờ Ngài là tổng tuyên úy của thiếu nhi trên miền Tây Bắc này rồi. Thì cuối tuần này có huấn luyện đội trưởng đội phó, trại của đội trưởng đội phó thì phải. Nên Ngài đi và Ngài có nhờ tôi cùng tới để dâng thánh lễ cùng với tất cả các ông bà và anh chị em. Như đầu lễ chúng ta biết này có một số các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Trong đó có linh hồn của linh mục Francisco Xavier Nguyễn Sơn Miên, và ngài tôi thiết nghĩ là cũng là một lý do mà thiếu nhi thánh thể trên miền Tây Bắc của chúng ta đây được tiếp tục phát triển nhiều, bởi vì ngài giữ cái chức vụ tổng tuyên úy miền rất là nhiều năm. Vậy nên hôm nay khi cha Tuấn đi lên để tiếp tục cái phục vụ cho đoàn thiếu nhi thì chúng ta cũng xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả giới trẻ đoàn thiếu nhi của chúng ta, và đặc biệt là xin Chúa thương đến linh hồn của thầy cả linh mục Francisco Xavier Nguyễn Sơn Miên mà chúng ta cùng cầu nguyện hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Ngài được sai đến để chữa lành những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha và chuyển cầu cho chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ Thánh Gabriel, cả giáo hoàng và tiến sĩ hội thánh. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa luôn hướng dẫn và âu yếm chăm non đoàn dân Chúa, xin nhận lời Thánh Gregorio chuyển cầu và ban thần trí khôn ngoan cho các vị mục tử Chúa đã đặt làm đầu hội thánh, và ban cho các ngài được niềm vui vì thấy đoàn chiên phát triển không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì trong người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài, muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Vì thế Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thế địa cầu, phùng thợ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Hãy vào trước thanh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính người dựng nên ta. Ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người dân dắt. Hãy vào trước thanh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi. Tạ ơn Chúa và chúc tụng danh người. Hãy vào trước thanh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tin. Hãy vào trước thanh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ được ánh sáng đem lại sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ của ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ của người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá vào áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi thấy sự hiện diện của ông bà cố của cha Lâm ở đây, biết cha Lâm có về thăm cộng thăm ông bà cố, gia đình và cộng đoàn. Nên cha Tuấn bảo nói rằng là cha Lâm về tội nghiệp bắt ngài làm nhiều thất lễ quá, nên cha Tuấn cũng hơi ngại. Bởi vậy nên nói thôi, để cho ít nhất là cha Lâm có thời giờ nghỉ ngơi đi thăm mọi người rồi thứ vậy, chứ đi về nghỉ hè mà lại đi làm việc nhiều. Nên bởi vậy nên tôi được cái dịp hôm nay đến để cùng thánh lễ với quý bà và anh chị em. Hôm nay giáo hội mừng lễ thánh giáo hoàng Gregorio Cả, tiến sĩ. Ngài chết năm 604. Bởi vậy nên tôi muốn dùng một vài cái hình ảnh của lịch sử để cảm nghiệm được cái ơn Chúa cho ngài một cách đặc biệt. Tức là giáo hội của chúng ta 300 năm đầu toàn là phải giống như dưới ngầm và ngầm ngầm thôi, chứ không có, thứ nhất là không được phép một cách công khai trong trong của người La Mã cầm quyền thời đó, phải không cơ? Mọi người là phải giống như âm thầm sống qua và không có cái gì gọi là được công khai hết. 300 năm đầu, phải không cơ? Cho tới năm 313 là hoàng đế Constantine thời đó, giống như qua sự giống như ảnh hưởng của người mẹ là thánh Helena, giúp cho ngài được trở lại rửa tội. Và từ đó đạo Công giáo mới bắt đầu chớm nở một cách công khai. Tuy đã có 300 năm rồi nhưng mà chỉ âm thầm và kín đáo thôi, không được một cách công khai. Và vậy nên 300 năm đầu như vậy, thì bây giờ 300 năm kế tiếp đó thì sự kiện nó như thế nào? Thì chúng ta có tới 4 thánh mà giáo hội mừng kính một cách rất là đặc biệt. Tại sao tôi nói như vậy? Là bởi vì quý bà và anh chị em có ai bao giờ đi tới cái tiểu bang South Dakota mà tới cái núi họ gọi là núi Mount Rushmore, núi Rushmore không? Trên núi Mount Rushmore đó,
nó có bốn hình ảnh, phải không cơ? Hình ảnh của bốn tổng thống, giống như là người có công và nổi tiếng, giống như là của đất nước Hoa Kỳ này, họ khắc đầu bốn tổng thống. Thì giờ tôi muốn dùng cái hình ảnh đó để nói lại là nếu mà chúng ta trở lại ngược lịch sử trong cái 300 năm kế tiếp của 300 năm đầu sống trong ông Thầm như vậy á, thì bốn thánh nào được lên cái núi đó? Có nghĩa rằng là những thánh rất là đặc biệt, có công và ơn Chúa cho dồi dào để giúp giáo hội một cách đặc biệt. Thứ nhất là thánh Jeremio. Ngài là người giống như qua đất thánh học hỏi ẩn trú ở đó, để Đức Giáo Hoàng thời đó giao cho Ngài giống như cái nhiệm vụ là dịch hết các Tân Ước và Cựu Ước qua tiếng Latin. Ok, và Ngài qua đó và Ngài đã hoàn tất được cái sự việc đó. Nên nói về cái ngôn ngữ Latin, Ngài rất là giỏi. Ngài giỏi rồi nhưng mà Ngài vẫn muốn qua đó để sống với cuộc đời của những người ở đó, để khi mà dịch cái ngôn từ nó dễ hiểu và trung thực với cái thời đó, chứ không phải là ngồi chỉ cái suy nghĩ trên đầu rồi nghĩ sao viết ra như vậy. Nên giống như là Ngài rất là có công cho giáo hội của chúng ta 300 năm sau, khi đó là khoảng thời 330, khoảng đó. Đó là một thánh được lên giống như là trên núi kính đặc biệt như vậy. Còn ba thánh kia làm sao? Thánh thứ tư là thánh mà chúng ta hôm nay mừng kính, đó thánh Giáo Hoàng Gregorio cả. Ngài là một linh mục của dòng Benedicto, sau đó đã được làm giám mục Giáo Hoàng, và Ngài giống như đã giúp canh tân giáo hội một cách đặc biệt lắm. Giống như là thời kỳ của chúng ta đây mà Công đồng Vatican II dành cho chúng ta, giúp chúng ta được thay đổi và cập nhật hóa vào cái thời hiện đại, thì công của thánh Gregorio cả Giáo Hoàng này cũng rất là đặc biệt. Thì Ngài là người thứ hai. Còn hai người kia là ai, cứ bà và anh chị em thử đoán thử xem. Một trong hai người còn lại đó, tức là lễ của Ngài hôm thứ Bảy vừa qua, tức là ngày 28 tháng 8, cô bà và anh chị em biết giáo hội kính thánh nào không? 28 tháng 8, tức là kính thánh Augustino. Đúng rồi, thánh Augustino cũng là giáo mục và cũng là tiến sĩ giáo hội. Tại vì Ngài được ơn trở lại qua mẹ của Ngài là mừng một ngày trước đó, 27 tháng 8. Bởi vì mẹ của Ngài là Ngài được ơn trở lại. Và rồi Ngài được làm giám mục, và hai cuốn sách của Ngài để lại mà mọi người vẫn tiếp tục đọc cho tới ngày hôm nay. Một cuốn sách với tựa đề rằng là Confession, tức là kiểu giống như bởi vì Ngài được ơn trở lại nên kiểu như cuốn sách thú tội hay kể lại cái cuộc đời của mình được ơn Chúa cho trở lại đó, confession, tức là kiểu như thú tội mà trên phương cách là giúp dẫn cho mọi người, những người nào mà cũng muốn có cái tâm hồn như vậy thì cũng sẽ được ơn trở lại nếu họ đọc được cái tâm tình của thánh Augustino này. Và cuốn sách thứ hai để lại đó là cuốn sách gọi là giống như là một thành phố trên một cái đồi đèn như vậy, the city of light, giống như là tại vì được ơn trở lại và sống trong ân sủng của Chúa, cuộc đời nó được giống như phản chiếu lại ánh sáng của Chúa trong cuộc đời của mình. Bởi vậy nên hai cuốn sách đó giúp ích cho rất là nhiều người. Và Ngài sống trong khoảng chừng năm 450,
450 khoảng đó. Rồi người thứ ba là thánh nào của bà bạn chị em biết? Thánh này có liên hệ với thánh Augustino. Ai là người giúp thánh Augustino trở lại và cũng là người rửa tội cho thánh Augustino? Đó là thánh Ambrose. Ngài ở nước Ý là giáo mục và cũng là tiến sĩ của hội thánh nữa. Bởi vậy nên hôm nay chúng ta mừng lễ thánh giáo hoàng Gregorio, cả tiến sĩ hội thánh, cũng là cái cơ hội để cho mọi người của chúng ta cùng nhìn lại, giống như trong 300 năm sau khi mà giáo hội được công khai, Chúa đã cho giáo hội có những người rất là đặc biệt để giúp đời sống đức tin và những sự hướng dẫn dạy dỗ của giáo hội tiếp tục được thăng tiến. Bởi vì trước đó không có gì hết, hay là có chỉ qua miệng thôi, truyền miệng, hay là giống như dạy dỗ bình thường thôi, không được công khai gì hết, thì nó rất là nghèo nàn trong cái niềm tin đời thứ của mình. Bởi vậy nên hôm nay mừng lễ này để chúng ta ôn lại cái giai đoạn lịch sử đó một phần nào. Bởi vì sau khi vào năm khoảng chừng 600, là gọi là thế kỷ thứ 7 rồi ấy, thì chúng ta biết có tiên tri của đạo nào mà cứ bà và biết ai không? Tức là đạo Hồi giáo ấy, gọi là tiên tri Mohammed, phải không ạ? Thì nếu mà chúng ta giáo hội Công giáo và không có 300 năm lớn mạnh và để giống như phát triển và loan truyền đó, thì có lẽ nạn Hồi giáo hay là khi niềm tin của những người Hồi giáo thì chắc cũng là niềm tin Kitô giáo của chúng ta cũng rất bất sang bang lắm. Nhưng mà may Chúa có cho chúng ta một cái thời gian dài như vậy. Để rồi giống như quý ông bà anh chị em biết lịch sử, sau đó là phải chiến đấu biết bao nhiêu trong những cái thảm họa của đạo Hồi giáo thời đó, đàn áp người Công giáo của chúng ta, không cả. Thôi, tôi muốn nói một chút vòng lịch sử như vậy để cho mọi người chúng ta cũng cảm thấy được rằng là khi chúng ta mừng lễ các thánh này, một khía cạnh khác không những là chỉ công trình của các ngài, nhưng để chúng ta cũng cảm nghiệm được rằng là Chúa luôn quan phòng cho giáo hội và cho loài người của chúng ta. Để rồi qua các sự kiện hay là qua những người Chúa đã đặt để giúp cho giáo hội được trải qua những cái giai đoạn khó khăn và tiếp tục phát triển, và giúp chúng ta cảm nghiệm được cái sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời. Thì đó cũng là một trong những cái ý nghĩa của hai bài đọc mà chúng ta vừa đọc nghe qua. Hôm nay giáo hội tiếp tục đọc những phần đầu của thư gửi cho cộng đoàn Colosse. Đó là một thành phố hiện bây giờ, nếu chúng ta nói cái địa điểm đó ở đâu thì nó là ở bên Turkey, okay. Tức là của khối Hồi giáo hết. Thì một cái cộng đoàn nhỏ của thánh Phaolô đã lớn phát triển lên đó, thì biết bao nhiêu những cái sự khó khăn mà họ phải đương đầu trong cái thời đó, cũng như cả thời nay nữa. Nếu mà không có người tiếp tục hướng dẫn như thánh Phaolô, hay là không có những người tiếp tục cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô giáo ở khắp nơi, thì làm sao họ có thể vượt qua được cái những sự thử thách đó? Con người sức lực cũng chỉ được đến bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nếu cùng với hồng ân của Thiên Chúa và niềm tin của các cộng đoàn Kitô hữu cầu nguyện với nhau, thì lúc đó chúng ta mới cảm nghiệm được và cảm thấy được cái sự quan phòng của Chúa như là dường nào. Thì hôm nay với nạn đại dịch như vậy, chúng ta mọi nơi cũng đều bị tấn công tứ bề hết, phẩm cơ. Để giúp cho chúng ta cảm nghiệm được rằng khi chúng ta cầu nguyện cho nạn dịch, tức là chúng ta cầu nguyện cho tất cả toàn thế giới, không những là chỉ nơi chúng ta đang ở đây,
tuy thuốc thang đầy đủ nhưng mà cũng không có thể vượt qua được những cái sự thử thách, thách đố khác nữa. Bởi vậy nên khi chúng ta cùng đến và cầu nguyện trong niềm tin thương của Chúa để chúng ta cảm nghiệm được rằng là sự quan phòng của Chúa và bài phúc âm mà chúng ta vừa được nghe cũng nói lên cái sự việc như vậy. Tất cả những gì Chúa đã hứa hay Chúa đã ban phát cho chúng ta nó vẫn còn là tốt hết. Cái vấn đề rằng là chúng ta biết canh tân và hiểu nó làm sao để chúng ta còn cảm nghiệm được cái sự ứng nghiệm của những cái sự dạy dỗ và hồng ân đó cho cái thời đại của chúng ta. Đó là cái thách thức của con người, không phải chỉ người Kitô giáo thôi, nhưng mà tất cả mọi người của chúng ta cũng vậy. Như người Việt Nam của chúng ta tới đất Hoa Kỳ này, làm sao chúng ta biết thích nghi được hết tất cả những cái sự thăng tiến của đất nước này. Lúc ban đầu cũng rất là bỡ ngỡ, phải không cơ? Nếu không có những người hướng dẫn và giúp đỡ thì chúng ta không thể vượt qua được. Nhưng trong cái sự việc đó, Chúa vẫn quan phòng để Chúa nói thế rằng là niềm tin Kitô giáo của chúng ta cho dù từ Việt Nam nhưng nó vẫn có giá trị trong đất Hoa Kỳ này. Bởi vì nó giống như là rượu cũ, tức là rượu ngon. Biết giữ cái rượu cũ đó cho nó đúng thì nó vẫn giữ được những cái vị thơm ngon của cái rượu đó. Và rồi khi chúng ta ở trong xã hội mới này, nếu chúng ta cũng không thích nghi được cái xã hội mới á, chúng ta trộn cái cũ với cái mới mà nó không có được đúng thì nó cũng không có hiệu nghiệm. Bởi vậy cái cũ của Chúa cho là tốt nếu chúng ta biết giữ và biết giống như giúp cho, giống như giúp giải thích được cho mọi người để nó có ý nghĩa. Hay là khi chúng ta đụng với cái mới, chúng ta cũng phải biết giống như làm sao cho nó hiểu được, từ giống như là người mới cũng như người cũ, hay là người già cũng như người trẻ, thì lúc đó nó mới có giá trị. Cái so sánh của rượu mới và bình cũ, hay là áo mới giống như áo cũ mà vá vào vải của áo mới, hay áo mới mà vá vào áo cũ, nó không có thể được. Tuy nó che lấp được cái sự việc đó thôi nhưng nó không có cái ý nghĩa lâu dài. Bởi vậy nên tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta cảm tạ Chúa. Và các thánh hồi xưa tiếp tục đặt những cái nền tảng để rồi chúng ta cùng được xây. Như hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn của thầy cả linh mục Francisco Xavier. Khi nói tới tên thánh Francisco Xavier là chúng ta cũng đã nhớ tới thánh dòng tên này đã truyền giáo trên Á Đông của chúng ta và là một thánh rất là nổi tiếng. Ngài, cái công truyền giáo của Ngài và cái hy sinh cả cuộc đời của những người nhà truyền giáo đã để lại một cái ấn tượng cho chúng ta. Bởi vậy nên khi cha Francisco được đặt tên thánh đó thì tôi thiết nghĩ rằng Ngài cũng cảm nghiệm được và cuộc sống của Ngài hầu như cũng là một đời để hy sinh. Hy sinh không những cho giáo hội Việt Nam hay là cho quân đội Cộng hòa Việt Nam thời đó khi Ngài phải gọi làm tuyên úy cho cân độ. Nhưng qua đây Ngài đã biết dùng những cái cũ để chia sẻ tốt đẹp cho giới trẻ bên này, cũng giống như cái tâm hồn của Ngài Chúa cho vẫn tiếp tục trẻ để có thể sinh hoạt được với thiếu nhi của chúng ta đây. Thì phải chăng câu chuyện phúc âm hôm nay rất là đúng và mình thích nghĩ là cảm nghiệm được như đời sống của một linh mục, của một đầy tớ trung tín của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta cùng biết học được những bài học của các thánh chúng ta cầu nguyện hôm nay, cùng dùng như những người đã phục vụ cho dân của Chúa và giúp chúng ta cảm nghiệm được những người linh hồn đã ra đi, cũng giống như đặc biệt là linh hồn của cha Francisco Xavier Nguyễn Sơn Miên, để xin Chúa sớm đưa Ngài về hưởng nhan thánh của Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng và cùng với một tâm tình
trong niềm tin yêu và hy vọng, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin của cộng đoàn của chúng ta hôm nay trong ngày thứ sáu đầu tháng này. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và các vị chủ chân của Hội Thánh luôn là những khí cụ đắc lực của trái tim Chúa Giêsu để mang tình thương và sự an vui cho đoàn Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa của niềm hy vọng, xin mang lại sự bình an, an ủi, chữa lành và bình an cho những ai đang sống trong cảnh chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra lòng xót thương của Chúa. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa biến đổi trái tim của mỗi người trong chúng ta nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa thương xót đến những người đã qua đời nơi trần thế, đặc biệt là cha cố Francisco Xavier Nguyễn Sơn Miên, chị Lucia Chế Ái Loan là phu nhân của anh Trần Thế Vinh là cựu thành viên của cộng đoàn, và ông Louis Đỗ Văn Tiếp tại Tacoma, và những linh hồn có ý xin cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Giờ đây trong thinh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình và những ý nguyện riêng của mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn có mặt hiện diện với chúng con trong tất cả những khúc quanh của cuộc đời, cũng giống như những vui, niềm vui và những thành công của mọi người, của giáo hội và của thế giới. Xin Chúa cho chúng con cũng biết luôn đặt niềm tin và tất cả sự tín thác nơi Chúa, để cùng với Chúa Thánh Thần chúng con cùng được tiếp tục uốn đổi giống như con của Chúa, trở thành những người con mà Chúa luôn mong muốn. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng con dâng lên thiên tòa cao sang của lễ giáng thánh, bánh trắng tinh rượu nho thơm ngon, nguyện xin Chúa nhận lành nhân của lễ chân thành, tựa ngàn trầm ngào ngạt bay lên cõi cao xanh, muôn dân về đây hưởng dâng lễ vật hy sinh, như trên đồi xưa con Chúa hiến dâng thân mình. Giờ ngào ngàn bay lên cõi cao xanh,
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa này, chúng con đang họp mừng lễ Thánh Gregorio, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến. Chính Chúa đã muốn dùng hiến lễ này để xóa bỏ tội lỗi trần gian, xin cùng ban cho chúng con nhờ của lễ ấy được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các thánh, đặc biệt Thánh Giáo Hoàng Gregorio, như một năng lực luôn luôn mới và làm cho hội thánh nên phong phú. Và Chúa tỏ cho chúng con thấy những điều chứng thật chắc chắn về tình yêu của Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ, chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các ngài thôi thúc và luôn được các ngài sốt sắng chuyển cầu trước nhan Chúa. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa loan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Phaolô, các giáo mục phụ tá Eusebio Daniel của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến tất cả các linh hồn mà cộng đoàn của chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện hôm nay, đặc biệt cho linh hồn cha cố Francisco Xavier.
mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho tất cả những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam, thánh cả Giuse, thánh Anna, thánh giáo hoàng Gregorio và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là Đấng hàng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le, bởi vì bây giờ con chẳng có thể chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy,
chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thần, thì con xin ẩm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Là Đức Kitô, xin cũng nhờ Đức Kitô là thầy mà giáo huấn chúng con, nhờ thế chúng con sẽ noi gương thánh Gregorio để lại mà học biết chân lý của Chúa và đem ra thực hành bằng cuộc sống đậm tình bác ái yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngoài hai đám tang của cộng đoàn ở đây cũng như là đám tang của cha cố Francisco Xavier, ngày thứ tư tới đây cũng là ngày sinh nhật của Đức Mẹ,
và cũng là ngày lễ tiễn biệt của Đức Giám mục Phụ tá sẽ dâng lễ tại nhà thờ chính tòa lúc 12 giờ 10. Quý bà và anh chị em nào muốn, tôi thiết nghĩ rằng chắc là cũng có trực tuyến cho quý bà và anh chị xem thánh lễ đó, tại vì chắc là dịp cuối cùng để ngài từ biệt tất cả mọi người trong giáo phận Sia Tổ của chúng ta để chuẩn bị cho làm giáo mục chính của giáo phận Reno. Thì chúng ta cùng tất cả nhiều cái ý nghĩa đó, chúng ta cùng dâng lên xin Chúa chúc lành và xin giữ tất cả những người mà chúng ta muốn dâng lễ cầu nguyện. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Anh chị em tiếp tục sống lời Chúa được bằng an. Tạ ơn Chúa. Ra về trong hy vọng và mừng vui. Ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời. Vì lời Chúa là đèn soi cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã dẫn đường chúng con về. Trong an bình của Thiên Chúa, xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời. Mời cộng đoàn quỳ trong thinh lặng bắt đầu giờ chầu thánh thể. Từ bi vô ngần.
dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất biển muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Vì yêu thương nhân loại, Chúa đã lập nên bí tích Thánh Thể để ban cho nhân loại nguồn sống vĩnh cửu. Và để đến được với Chúa, chính Chúa đã đi bước trước khi ban cho chúng con bánh hằng sống để dưỡng nuôi chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết khám phá nơi Thánh Thể tình yêu tận hiến của Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ siêng năng đến với Chúa, đón rước Chúa vào lòng và sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Mời cộng đoàn cùng đứng và lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời cộng đoàn cùng quỳ và đọc chung kinh đền tạ trái tim Chúa Giêsu. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người qua mỗi mà loài người vô tình tế bạc, lại còn khinh man dễ dỗi. Nay chúng con sắp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ. Hằng làm sĩ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy, song lê chúng nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rồi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là đấng chân chiên dẫn đường chính thật, hoặc khinh dè những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rửa tội, mà rầy bò rơi rắn Chúa là ách êm ai dịu dàng. Bấy nhiêu tội đang
khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chi đền hết thay thầy, lại dâng lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nên, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hay còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tôi bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lòng ngôn phàm nên Chúa cùng các thanh, những điều sỉ nhục phi bang đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thật. Những điều ơ hở khinh dễ cùng những tội gớm ghê phạm nên phép phi cùng chẳng phân phục người hôi thanh. Chúa truyền dạy chớ gì chúng con được đổ mau ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy, ít là chúng con xin dâng công đền tội mà rầy còn dâng trên bàn thờ mỗi ngày. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thanh cùng các kẻ lành cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa. Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin cho vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật phúc âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dù cho nhiều người trở lại theo chân Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu. Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con, thật lòng kinh dâng mà tạ Chúa, cùng xin cho chúng con được ơn đền độ, giữ lòng trung tín, lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thấy được về quê thật, là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Mời cộng đoàn cùng hát. Này con là đá trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, xa ta xưa
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện, để rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn cùng hát. Đây nhiệm ước vô cùng cao quý, nào chúng ta cùng bái tôn thờ và dâu tín ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Trời cho nhân loại bánh có đủ mọi mùi thơm ngon, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tích mình và mau thánh Chúa, để chúng con đời đời tương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bi tích kỳ diệu này, để luôn được nghiêm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiến trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Thank you.
Mời cộng đoàn cùng đọc chung Kinh Thánh Cả Giuse Bổn Mạng Giáo Hội. Lạy Thánh Giuse Bổn Mạng Hội Thánh, Ngài thật xứng đáng được khắp nơi ca tụng dưới danh hiệu cao đẹp của tin mừng. Là người tôi tớ tốt lành và trung tín, đã được Thiên Chúa tín nhiệm và ký thác toàn bộ gia nghiệp nước trời. Qua vậy, trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, Ngài được chọn làm bạn của Đức Trinh Nữ Maria, và dưới dòng họ của Ngài, con Thiên Chúa làm người thuộc hoàng tộc David đã âu yếm gọi Ngài là cha. Giờ đây trên quê trời vinh phúc, Ngài thực hiện vai trò một người bảo trợ, chuyên cầu cho các tín hữu trong toàn dân Thiên Chúa. Lạy Thánh Giuse Bổn Mạng Hội Thánh, chúng con ca tụng Ngài là đấng công chính, đã nêu cao tấm gương một đời sống thánh thiện như lời phúc âm khuyên dạy. Nhờ việc vâng phục của Ngài mà ngôi lời đã hoàn tất màu nhiệm nhập thể cách tốt đẹp. Trong nếp sống nghèo khó, Ngài đã cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ làm phong phú cho đời sống các gia đình. Ngài lại còn sống thánh khiết để bảo vệ và gìn giữ Mẹ Thiên Chúa. Xin chuyên cầu cho hội thánh với biết bao nhu cầu và đòi hỏi trung tín trong sứ mạng, để mỗi thành phần dân Chúa được cùng Ngài không ngừng tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ lợi ích anh em mình. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng và hát. Nguyện xin Thánh Cả Giuse quyền cao sang đầy đáng, nó đầy ơn phúc trên Ngài và cứu giúp chúng con thế chật lắm thang, ngày đêm mong về quê yên vui. Còn sao xuyên sông gió tan con thuyền, chân gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hằng trôi. Xin Cha thương dẫn con về bến an vui sáng ngời. Nguyện xin Thánh Cả Giuse quyền đầy đáng, nó đầy ơn phúc trên Ngài và cứu giúp chúng con thế chật lầm than, ngày đêm mong về quê yên vui phúc nhà. Chúng con trong cõi rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơ gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sang lang. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trai tìm cực thanh cực tình ra thanh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an. Cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ là vàng. Cầu cho chúng con. Các thánh tư vì đạo nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Lạy bà Thánh Anna. Cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn được lên hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.